đi về khu vực cây Lê Kim Ma. Lê Kim Ma là cây trứng gà đấy, ngoài Bắc gọi trứng gà, trong miền miền Nam gọi là Lê Kim Ma. Thì chúng ta xem cây Lê Kim Ma có khác gì cái hoàng kim không nhá. Nào con. Cứ làm việc bình thường mấy anh em mấy. Được chưa? Ok. Đây là Lê Kim Ma. Lá Lê Kim Ma khác lá hoàng kim bởi vì dài hơn. Đây, lá vẫn màu xanh. Đây là trái hoàng kim. Đây. Đây, anh giám đốc của hợp tác xã đã mang cho chúng tôi thấy là đây là trái hoàng kim, đây là trái Lê Kim Ma. Lê Kim Ma thì nằm trên, đây là đứng trên Lê Kim Ma ha. Và trái hoàng kim nhìn thì nó giống như là Lê Kim Ma, nhưng chúng ta nhìn sơ qua là màu xanh này đậm hơn, và cái này thì màu xanh nó bị lợt hơn. Trái cũng gần giống nhau thôi, nhưng mà khi mà bổ ra thì hoàn toàn khác nhau. Ở trong là ruột vú sữa, còn cái này ở trong á là nó màu vàng, khi nó chín thì nó màu vàng. Nó màu vàng ăn nó bột, với là bột. Tôi đã từng ăn Lê Kim Ma rồi, hồi đó tôi nghiền lắm. Tôi thích ăn Lê Kim Ma và dinh dưỡng rất là cao. Thực sự là cái trái Lê Kim Ma mà tôi tưởng tượng trong mấy chục năm qua, mà để khi mà gặp cái Lê Kim Ma này thì hôm nay tôi lại gặp cái thằng này, tôi mê hơn nữa. Ăn nó vừa mát, nó giống vú sữa, nó sướng quá trời quá đất. Nhà thì có trồng vú sữa nhưng mà vẫn thích thằng này. Đây Lê Kim Ma nha các bạn. Đây nhé, Lê Kim Ma. Đây Lê Kim Ma trái đây, trái đây. Đây là Lê Kim Ma đây. Các bạn thấy không? Đây là trái Lê Kim Ma. Tôi đang cầm trong tay trái Lê Kim Ma và trái hoàng kim. Các bạn phải phân biệt nó nhá, không sau này là nhầm. Lá thì giống lá hoàng kim. Trái thì cũng giống trái hoàng kim, nhưng khi chín ăn trong ruột khác nhau. Nhé các bạn. Ok, chúng ta đi theo.